Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với điểm tin tối tại SNews. Và ngay bây giờ hãy cùng mình đến với phần điểm tin của ngày 13 tháng 10. Hôm nay ngày 13 tháng 10 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xác nhận đã làm việc với cơ quan chức năng. Chi Pu gây khó chịu với khán giả khi giao lưu bằng tiếng nửa Tây nửa ta. Công Vinh cùng trợ lý của ca sĩ Thủy Tiên lên tiếng về tin đồn nữ ca sĩ mang thai và nhiều tin tức khác đáng chú ý trong 24 giờ qua. Sau khi bị bà chủ Đại Nam bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo về hành vi chiếm dụng tiền từ thiện trái phép, thì mới đây nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng xác nhận trên trang cá nhân rằng anh đã và đang làm việc với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ về vụ việc này. Trong chiều ngày hôm nay 13 tháng 10, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã viết một dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân xác nhận đang phối hợp với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ mọi sự việc. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng đăng kèm bức ảnh chứng minh là đã đến cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Dương để trình diện và phối hợp cung cấp bằng chứng trong công tác tìm ra sự thật. Nam ca sĩ chia sẻ rằng, tại buổi làm việc, Hưng cũng đã cung cấp đầy đủ bằng chứng cho nội dung tố cáo của mình đến PC01 Công an tỉnh Bình Dương. Các buổi làm việc đều diễn ra rất khách quan, đúng pháp luật. Điều đáng mừng là mọi việc đang dần sáng tỏ. Cơ quan điều tra cũng trao đổi rõ ràng quan điểm sẽ làm việc chí công vô tư và quyết liệt điều tra để sớm có kết quả. Được biết, vào cuối tháng 8 năm 2021 vừa qua, phòng PC02 Công an TP.HCM đã nhận được tin báo của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng cung cấp thông tin về việc nam ca sĩ có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép qua việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ thiện của Mạnh Thường Quân. Mới sang Mỹ được khoảng 2 tuần, thế nhưng mới đây, Chi Pu đã khiến nhiều người cảm thấy vô cùng bất ngờ khi livestream giao lưu với khán giả bằng tiếng nửa Tây nửa ta. Điều này thì đã khiến cho nhiều cư dân mạng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Theo đó, vào tối ngày 9 tháng 10 vừa qua trên trang Facebook cá nhân, Chi Pu đã livestream trò chuyện với khán giả. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng, nhớ mọi người quá, trò chuyện xíu không. Từ nước Mỹ thì Chi Pu có những chia sẻ xung quanh cuộc sống mới. Cô cũng tâm sự về những tin đồn xuất hiện trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì cô lại nói bằng giọng nửa Tây nửa ta như sau. Qua đây làm này làm kia nè. Nhưng mà thôi, sự thật thì luôn luôn đơn giản, nhưng mà people make it complicated. Đây là... mình cứ enjoy cái moment này. Sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn, tương tác với mọi người nhiều hơn và sẽ xem nào có một số những cái hoạt activities nào đó thì chị sẽ show cho mọi người để mọi người Với lời chia sẻ này, nhiều cư dân mạng cảm thấy khá khó hiểu khi nữ ca sĩ liên tục nói chuyện nửa Tây nửa ta trong livestream. Trên khắp các trang mạng xã hội, câu nói này tiếp tục tạo bão trên tất cả các nền tảng. Từ các TikToker thi nhau mượn lời nói này để lồng tiếng quay video, đến Facebook được áp dụng trong rất nhiều trường hợp như là bình luận bóng đá, làm nhạc nền video, post tuyển dụng, v.v. Có thể thấy kể từ khi sang Mỹ, mọi động thái của Chi Pu đều được cư dân mạng đặc biệt chú ý và quan tâm. Vừa qua, rất nhiều khán giả đã lan truyền tin đồn ca sĩ Thủy Tiên đang mang thai lần 2. Trước thông tin này thì mới đây, Công Vinh và cả trợ lý thân cận của nữ ca sĩ đã lên tiếng để làm rõ. Vừa qua, cộng đồng mạng đã rầm rộ chia sẻ tin đồn nữ ca sĩ Thủy Tiên đang mang thai lần thứ 2. Dù không biết nguồn từ đâu và cũng chưa rõ có bằng chứng xác thực, thế nhưng tin đồn trên rất nhanh đã được chia sẻ rầm rộ trên khắp các diễn đàn. Thậm chí có người còn nghi ngờ vợ chồng Thủy Tiên đã cố tình mang thai lần 2 để né tránh lời mời làm việc từ cơ quan chức năng về vụ xác minh tiền từ thiện miền Trung. Cho đến ngày hôm nay thì Công Vinh cùng với trợ lý thân cận của nữ ca sĩ Thủy Tiên đã lên tiếng bác bỏ tin đồn. Theo đó, cựu danh thủ gốc Nghệ An tỏ ra khá bất ngờ và khẳng định chưa từng nghe tin vui này từ bà xã Thủy Tiên. Còn trợ lý của ca sĩ cũng cho biết không có chuyện ca sĩ Thủy Tiên đang mang thai lần 2, như vậy có thể kết luận rằng thông tin Thủy Tiên có bầu là sai sự thật. Được biết thì hiện tại bé Bánh Gạo, con gái đầu lòng của Công Vinh cùng với Thủy Tiên năm nay đã lên 8 tuổi. Trong thời gian gần đây thì Công Vinh và Thủy Tiên vẫn đang hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ vụ giải ngân hơn 177 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho bà con bị lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. Vào sáng ngày hôm nay 13 tháng 10, nước sông Tô Lịch tại Hà Nội bất ngờ chuyển sang màu xanh ngắt, kèm theo đó thì rất nhiều cá đã nổi lên trên mặt nước. Điều này khiến cho nhiều người dân rủ nhau mang vật dụng ra để đánh bắt cá. Sông Tô Lịch từ trước đến nay vẫn luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Những năm gần đây thì chính quyền đã có nhiều nỗ lực hồi sinh con sông này nhưng hiệu quả vẫn chưa được như kỳ vọng. Tuy nhiên, theo ghi nhận vào sáng ngày hôm nay 13 tháng 10, mặt nước sông Tô Lịch đã bất ngờ chuyển sang màu xanh ngắt, không còn mùi hôi thối khó chịu như trước đây, cả con sông như khoác một màu áo mới, khác hẳn màu nước đen ngòm của thời điểm trước đó. Đáng chú ý là mặt sông Tô Lịch cũng nổi lên rất nhiều cá. Nhiều người dân đã tranh thủ đem nhiều vật dụng ra hai bên bờ sông để đánh bắt.
Anh Vũ Thành Nam, 28 tuổi cho biết, riêng trong sáng ngày hôm nay anh đã vớt được khoảng 150kg cá. Theo anh Nam thì cá bắt được chủ yếu là cá mè, cá chấm, cá trôi, có những con to từ 1 đến 2kg. Sau khi bắt được cá thì anh Nam sẽ mang về chia cho mỗi người một ít và để chế biến thức ăn cho các công nhân. Được biết, hiện tượng cá xuất hiện nhiều trên sông Tô Lịch là do Hồ Tây mở cửa xả. Nhiều khả năng cá theo dòng nước đến đây và việc cá ngoi lên nhiều có thể là do từ Hồ Tây ra đến sông Tô Lịch bị thiếu oxy. Các bạn thân mến, ngay bây giờ hãy cùng với SNews cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ta trong 24 giờ qua, dự báo thời tiết cũng như giá xăng dầu và giá vàng. Và đó là những tin tức có trong điểm tin tối ngày hôm nay, ngày 13 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong điểm tin tối ngày mai nhé.